Bắt đầu 16, từ bỏ ý định làm người xấu. Tập tâm viết lời vào tờ giấy, đem bao chuyện không hay muốn kể cho một người thấu. Young boy with a passion, love to know it thinks back. Mặc kệ mọi thứ đang dang dở, but fuck it, I still rap. Bắt đầu thêm những chuyện không vui, nhưng lần này vấn đề nó không nằm ở ngoài đường. Thằng bé bắt đầu biết dùng âm nhạc để vẽ thêm màu sắc, thêm hy vọng trong đời thường. Bà mẹ nó phải làm việc đến thâu đêm, cũng không vui với cái cách nó chọn đường. Thằng bé lúc đó cũng không nghĩ âm nhạc cùng với nó sau này trở thành tình trường. Năm đó nó vui trong 16, năm đó 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 vui trong 16. Lúc đầu toàn lời đập trong lời văn, chửi thề với nơ mộng như thuốc phiện. Nhạc chửi thì ai mà muốn nghe, coi xấu của tâm hồn thì sau này nó mới tìm. Cảm xúc cứ như nén ở phần ngực, con người mới đôi khi khiến nó buồn bực. Mơ lớn và tính cách hiếu thắng, nhưng tự tìm cách bước đôi khi khiến nó ấm ức. Nhưng kiên quyết không muốn trở thành người xấu, vẫn cố giờ không biết đi từ đâu. Chân cứ bước đi trong vô thức, cũng vô thức chân thành hơn ngày đầu. Sự vô thức làm tâm hồn nó nở hoa, sự vô thức làm nó chìm trong cảm xúc, sự vô thức tạo cho nó thế giới riêng vô tình khiến nó không biết chuyện gì đang diễn ra. Năm đó vui trong 16, 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 năm đó nó vui trong 16. Người thân trong nhà cắt xé nhau, biến cố ập ngay lúc đó bay bổng. Thì một lần thằng bé đó đau lòng, bắt đầu biết sợ ba mẹ làm thâu đêm. Để ý khi mẹ trốn vào một góc, biết được những con số cần giải quyết. Những con số khi nhìn vào là bật khóc. Quyết định đứng dậy và nói đi, bỏ tâm sự và âm nhạc điều nó nghĩ. Lao đầu vào cuộc đời mạng nó phi, không ngại làm con tốt cho đời thi. Chuyến xe đưa nó đi thật xa, trách nhiệm không cho chân nó được ngã. Nuôi ý chí để dòng họ nó nhờ vả, ôm giấc mộng thành công để tâm hồn được về nhà. Năm ở đâu vui trong 16, 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 năm ở đâu vui trong 16. Kiểu cái lúc mà mày thấy tao kiểu thoát ra được cái mà hiện tại mày đang bị dướng vô, mày thấy tao thoát ra được đó, cái lúc đó mày có thấy mừng cho tao không? Tất nhiên.